Ok, xin chào các bác. Thì anh thấy nhiều anh em dùng V60 rồi mà vẫn còn chê cái khả năng chơi game của nó vẫn còn rất là tệ. Anh em bảo là chơi Liên Quân còn drop rồi lag các thứ. Thì hôm nay em sẽ thử chơi cái game Liên Quân cho các bác xem là trên con V60 thì nó như thế nào nhé. Hiện tại thì em đang dùng wifi nhé, tại vì trong phòng em nó sóng 4G nó yếu quá, không thể chơi được 4G cho nên là phải dùng wifi thôi. Và mở game Liên Quân lên. Đây thì đây là cái cài đặt em đều để mắc hết rồi nhá. Đây này, độ phân giải là cao hết rồi nhá, điều khiển này, giao diện này, FPS cũng là cao nhất rồi nhá. Đấy, các thấy không, bật hết luôn, bật hết luôn các thứ, bật hết đấy. Ok, đó sẽ vào thử chơi một trận xem nó thế nào. Nói trước là em chơi game rất là ngu, cho nên là anh em nào mà xem có ức chế thì hết sức thông cảm nhé. Nhân tiện là nói là cái nhiệt độ trong phòng em đang tầm khoảng 30 độ nhé. Đấy. Thì các bác chờ chút nhé. Chơi cái game này nó khá là lâu. Em cũng không thích chơi game này mấy, tại vì mỗi lần chơi phải bỏ ra một thời gian rất là lâu, quá tốn thời gian. Em thì hay chơi con này. Thử xem ai chọn cho mình không. Rồi các bác chờ chút nhé, tại vì cái game này nó lâu như thế mà, chờ 1 phút 2 phút ấy, nhiều khi em toàn để dưới này em chờ. Rồi ok, vào trận rồi các bạn, quá là lâu luôn. Cho to to cái âm lượng lên tí xem nào. Nói trước là em chơi rất là ngu nha các bác nha, xem hết sức thông cảm nhé, cố gắng xem cho nó hết. Chết rồi, chết rồi. Em chọn cái điều khiển nó tự động, tại vì em chơi ngu mà không cần phải chơi kiểu này đâu. Thôi trận này em nhìn thấy là nó đội bạn nó mạnh lắm, chắc là lại thua rồi. Tôi đang tập trung chơi nhiều khi góc máy nó bị nghiêng đi ấy các bạn. Tập trung như game cái nhiều khi là cái góc máy nó có bị sao ấy. Thể thấy không chính.
Mà khi giờ đang đi đâu ấy. Mệt quá, chơi cái game này nó rất là đau đầu. Thì hình là cái này lại thua rồi các bạn. Sao không trúng nó nhỉ? Không hiểu luôn đấy. Anh nghĩ đâu vậy? Chả hiểu luôn. Đấy, đấy. Để cái tự ngắm này nó làm sao ấy. Nó đánh nó đi đâu vậy? Thôi rồi. Lại phải để lại cái tự động, à quên, cái thủ công vậy. Mình bị đội bạn đánh ghê quá. Nhầm. Lại gặp cái tem mình nó hơi 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 cùi. Mình đã cùi rồi, chúng nó cũng cùi như mình. À, thua rồi. Thôi không sao, chơi game để test cho các bác xem thôi. Đây các bác thấy này, cái FPS ở chỗ này này, thì từ nãy giờ em đánh em chơi là gần như nó chả thay đổi cả, lúc nào cũng 60 luôn. Máy đã khá là nóng rồi, nóng ở chỗ camera, cụm camera này. Lại chết nữa rồi. Đánh như này cho nó bảo phá game ấy. Thôi nhanh 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 còn thua nào. Đánh nhanh còn thua nào công ơi. Đấy, còn nhiều khi còn lên 61 luôn. Đâu có vấn đề gì đâu. Nó hơi xa các bác nhìn không rõ. Defeated.
Ê, bọn kia chạy đâu hết đi, tự nhiên mà mình vinh vào đấy. Nhanh nhanh hết các bác ơi, lâu quá. À, em đánh thì rất là dốt nhưng mà các bác thấy đấy, cái FPS nó có tụt đâu. Em không hiểu là anh em bị tụt như thế nào. Chứ còn cái máy của em thì nó đã rất là nóng rồi. Nói chung là cái con chip 865 ấy nó bảo là chơi game được đấy, nhưng mà thì là nó cũng khá là nóng đấy các bạn, không phải nói đùa đâu. Cũng có thể là do miền Bắc đã mùa hè rồi thì nó nóng hơn, nhưng mà thực sự là em thấy nó vẫn rất là nóng. Nó không 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 có chuyện mà nó mát hơn con chip 855 đâu, mà thấy nó cũng rất là nóng nếu mà khi mà chơi game, kể cả hay nhiều khi nữa nè. Nhiều khi là em chơi chả chơi game đâu, chỉ dùng Facebook thôi nó cũng cũng nóng luôn đấy các bác. Hơi nhầm. Đấy, nó vừa bị vừa bị tin nhắn đến, nó hơi giật tí. Chạy mất rồi. Chứ mà chơi game này em thấy buồn cười lắm, không ấy chửi nhau như trẻ trâu ấy, cứ đờ mờ nhau không à. Nhà mình chơi ngu ấy, toàn bị chửi ấy. Ức chế. Ui, máy rất là nóng rồi các bạn. Chết rồi, chết rồi. Ôi lại chết. Không nào thể nào đánh được nó các bạn. Thôi được rồi, ok, sắp thua rồi các bạn. Sắp sắp dừng rồi. Đó các bạn thấy đấy. Không ăn được bạn nào. À, nói chung là cái chơi game cái này đúng là cái giới trẻ người ta mới chơi thôi, chứ thực ra là già chơi được, nhưng mà cái đầu óc nó phải nhanh nhạy tí, chứ đầu óc chậm chạp em thì chơi nó khó lắm. Nó phải khó mà là nhiều khi là tay chân của mình nó không không linh hoạt. Đánh nhanh để chết mà nó cũng không lâu thế nhỉ. Mấy phút rồi. Đây các bác thấy, chơi một tí đã mất 12, 13 phút rồi. Quá là lâu. Lâu thế. Đấy, nó sẽ rất là nóng cái phần khu này này. Khu này các bác, nóng cực luôn.
Sao mình đánh toàn chết đây? Đấy có thấy đấy, nó kể cả những cái lần mà đánh nhau tù lum như thế, đông đông người vào nhưng mà có thấy bị giật lag bao giờ đâu. Hay là mình không nhận ra sao? Rồi chắc mình đánh ngu mình không nhận ra thôi. Ôi trời ơi, lại đợi. Đấy đang là thoát ra các bạn. Bây giờ thử thoát ra xem là nó có bị mất game không nha các bạn. Đấy, không mất. Mình cũng lì phết đây thôi, đánh mãi mà chưa thấy thua. Biển đánh như kiểu nó không không ăn ấy. Hay mình nhấn nhầm. Ấy, ấy giết được một con rồi. Chắc bác nào phải xem đây, chắc chán lắm rồi ấy nhỉ. Đấy, cuối cùng ăn được hai mạng đấy các bạn. Tởm chưa? Thật là kỳ cục. Mình cũng phục mình quá đi. Ôi, máy rất là nóng rồi các bạn. Cái chỗ này, cái chỗ phần này này, khu này này, nói chung khu cụm từ quanh quanh camera này, nó rất là nóng rồi. Tại vì cái nhiệt độ trong phòng của em giờ nó vẫn là tầm khoảng 30 độ thôi, nhưng mà nóng. Chỗ này em phải nghĩ là tầm khoảng 40-50 độ C. Em thì không có cái đo độ ở đây. Thôi. Bình tĩnh, vẫn thắng được. Thắng vào mắt. Đấy các không, nó rất là nóng rồi nhưng mà cái FPS đâu nó đâu có tụt đâu. Không hiểu các bác chơi kiểu gì. Mình toàn ấn nhầm thôi. Không phải là nó không ăn mà mình bị bấm nhầm đấy. Chạy 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 chạy. Không làm gì được nó một phát nào các bạn. Quá nhục thôi, quả này chết này. Quả này này, quả này bọn nó vào là tấn công được chết này. Ăn được một trụ của nó này à? Ôi. Thôi, nào nào thôi nào các bác ơi.
Nó lâu thua thế, nó lâu thua thế. Hơn trăm Thôi quả này chết rồi. người đã Ồ chết mày rồi. quá, hết giờ rồi. Ê các bạn, trời toàn thua. Ok. Đấy, ok các bác, thì vừa rồi em đã test thử cái game liên quân cho các bác ấy. Thì em thấy là nó không bị tụt FPS này. Giật lắc cũng, em cũng không thấy có. Cũng có thể là do cái khả năng nhận biết của em không 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 thể nhận biết được. Và em chỉ thấy là nó rất là nóng nha các bác. Cái phần cụm này, chỗ khu này, nhất là đặc biệt khu này. Nó rất là nóng luôn. Đấy, thì hiện tại là cái test nhiệt độ em không quên không cài, nhưng em nghĩ là nó phải tầm 450 độ C đấy, nóng, nói chung là nóng. Em dùng con V50 G8 rồi, nhiều rồi cũng thấy là nó nóng không thua kém gì đâu. Tuy nhiên thì là cái độ giật lag thì đúng là nó không có. Đấy còn tùy là máy của bác như thế nào thì em không biết, nhưng mà em chơi thì em thấy nó không bị giật lag. Đấy. Ok. Đấy là cái game Liên Quân nhé, nào rảnh em sẽ test cái game khác nữa nhé. Rồi ok, chào các bác.